Tình hình thời tiết hôm nay tiếp tục đáng chú ý với những thông tin về tia cực tím. Trong ngày hôm nay, các thành phố trên cả nước đều có chỉ số UV ở mức cao từ 5.7 đến 7.9. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ đạt mức rất cao trên 7.5. Trong 3 ngày tiếp theo, chỉ số UV cực đại ở các thành phố trên cả nước ít có sự thay đổi. Ngoài việc đề phòng những ảnh hưởng của UV, người dân cần chú ý thêm nhiệt độ ở một số khu vực. Phía Tây Bắc Bộ, sáng sớm và đêm trời lạnh, riêng khu vực Tây Bắc trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ C, khu Tây Bắc từ 15 đến 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 32 độ C. Khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.